anh lâu sẽ đưa em đi suốt cuộc đời, mà sao không đưa được đoạn được em đi. Anh nói sẽ ôm em khi gió đông về, mà giờ đây một mình em đứng trong mưa. Anh nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ cười, mà em chẳng cho người làm đường yêu đưa. Anh biết từ đây anh sẽ dối em, dù con tim thật lòng với người anh trao cho em trong tận đáy lòng. Mưa vẫn mang hay lửa vẫn đen, anh muốn nói em lao hết nhiều phiền. Xin hãy quên đi một giấc mơ buồn, xin hãy quên anh một kẻ chìm trong say đắm lạc lối yêu thương. À, vừa rồi thì mình đã hát test một đoạn karaoke trên một bộ âm ly lọc xì và loa, thì gồm có âm ly Jaguar 5.6XG. Đấy, con này đánh 4 kênh nhé. Máy đánh 8 sò than Toshiba, nguồn lớn công suất khỏe. Và một chiếc e-quay lọc xì Diver 1150E, đều là mặt trắng, phay nhôm trắng nhé. Lọc xì màu trắng và âm ly cũng màu trắng luôn, ghép với nhau thành một bộ rất là hợp. Ngoại hình này còn tương đối là ok. Đấy, và đây là mặt đằng sau này. Chiếc này đời 2004 nha, sản xuất năm 2004. Hiện tại thì mình đang đấu với hai cặp loa, và một đấu liền nhau ấy. Một cặp loa toa, loa toa SL101 340 nhé, và một cặp loa EV Lapun 30 của Mỹ, có model là S200, kết hợp với một chiếc lọc xì và phim âm ni. Và đường này là mình cắm dây súp nhé, đường này là cắm súp điện này. Đó, nói chung là hát và nghe nhạc đều rất ok nhé. Đấy, bạn nào có quan tâm thì liên hệ theo số điện thoại 035 874 2679 nhé. E-quay và lọc xì thì bên mình có về liên tục nhé, đủ các loại model: 5.6XG, 2.3L, 2.3A, 2.3D, 3.5C, 3.5N nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tại video clip tiếp theo.